Xin giới thiệu với mọi người là Zulo cuốn dây điều khiển từ xa chạy điện 12V. Chạy mình ắc quy 12V. Trên cái Zulo này thì em tích hợp điều khiển từ xa này. Các bác có thể điều khiển bấm trên điều khiển này. Rồi các bác có thể quay tay. Quay tay thì các bác gạt cái cần này ra. Và quay bằng cần, bằng tay quay. Thì Zulo của em thì quay tay nó cũng xếp dây bình thường ạ. Các bác dùng điều khiển thì các bác gạt cái nút này vào, gạt cái cần này vào là để bấm điều khiển. Đây em bấm điều khiển. Trên Zulo này em tích hợp cả, có thể người ta đứng bấm nút trên hộp để thu dây nhả dây ạ. Đây là em bấm nút trên hộp là thu dây vào, và đây là nút nhả dây ra này. Khi các bác không dùng điều khiển hoặc có người đứng cạnh Zulo không cầm điều khiển thì có thể bấm nút giữ nút là Zulo tự thu về. Zulo điện 12V. Trong Zulo thì em có đấu luôn cho 1,5 m ống dây áp và khớp xoay 360 độ. Nếu các bác chạy bằng điện bơm hoặc bằng bình bơm, về các bác lắp bơm điện thì các bác lắp luôn vào đây ạ, 12V. Thu dây nhả dây trên điều khiển đó nhé. Rồi quay tay. Quay tay nó cũng xếp dây, nhả dây đều lần lượt hết ạ. Các bác có thể bấm nút trên hộp nó cũng thu dây nhả dây. Đấy, em bấm nút cho các bác xem. Đây là bấm nút. Bấm nút đỏ này trên hộp nó thu dây về này. Các bác có nhu cầu về sản phẩm xin liên lạc, xin gọi điện đến em 0986 296 172 hoặc Zalo 0986 296 172. Trong Zulo này em tích hợp luôn cả điện đường dây ra đấu công tắc, tắt bật bơm, dây le tắt bật bơm trên hộp luôn, trên điều khiển luôn.